Chào các bạn thân mến nhá. Hôm nay mình lên cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn này, gặp một cái con xe MAN này, MAN của bên công ty Phú Khang này, một cái tập đoàn chuyên chở hàng móc sàn, chở hàng quá siêu trường siêu trọng này, rất là khủng luôn này các bạn nhé. Đây MAN này là vừa mới mua này, mua năm nay này, quá khủng khiếp luôn. Bao nhiêu? 41 nhân 580 à? Sợ thật, rất là khủng luôn này, nhiều máy móc mình không thể hiểu nó là cái gì các bạn nhé. Đây đầu kéo này, lốp lốp này là ở đằng sau là có ba dàn luôn này. Đây, những cái bộ này là những cái bộ nâng đỡ các kiểu đấy các bạn. Mình cái này nó là siêu trường siêu trọng, máy của nó hàng kiểu nó là chuyên này, mình cũng không không đi được phần đây, phần này nó cũng rất là lạ luôn này. Mình chỉ đi đầu kéo các phần này mình lạ lắm này. Đây có rất nhiều là đồng hồ này, không biết là đồng hồ gì luôn. Và hiện tại cái xe này thì đang đang cẩu được hàng lên rồi. Cái hàng này mình nghĩ là nhẹ thôi nhưng mà nó dài các bạn nhé. Còn cái đằng sau này rất là nhiều lốp, mình sẽ đi đếm xem là bao nhiêu lốp nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. 10 cái, nghĩa là bên này là 2, 10 nhân 2 là 20 cái bánh rồi. Mình sẽ đi vòng quanh cái xe này nhé. Đấy, hiện giờ là đang kéo xong cái hàng rồi. Kéo xong cái hàng này mình sẽ đi 10 bánh. 10 bánh thế là mỗi bên là 20 bánh. Hai bên là 40 cái bánh các bạn ạ, 40 cái bánh ạ. Khủng luôn này, khiếp thật. Đây là mạng của Đức nha mọi người nha, mạng rất là cái hàng khủng. Tao quay xe thôi, em làm tốt à? Không, tao quay xe thôi. Ờ. Quay ở trên nữa không? Không nói thật đấy, không nói dối. Ông quay cần trong. Quay cabin không thì mở cửa cho mà quay. Không không ạ. Mẹ kéo.